của chú anh chị, anh Hải cùng chị Hồng Loan đi. Cố lên nha chị Loan, cố lên, cố lên. Ấy chị Loan bị quên rồi, quên đồ, quên đồ. Chị thì chị Hồng Loan cũng vừa đi mua bông về thắp hương cho cha mình, xong đó chị Loan cũng về xong là mà chị Loan đi mua đồ mà cầm theo cái cọc hồ sơ ha cả nhà. Chị Loan cũng về, anh Khoa trở về xong thì chị Loan cũng đi trang tha những cái bông cũ và bông mới vào trên trái cây nữa của chú anh chị. Xong là chị Loan cũng anh Hải chở chị Hồng Loan đi công chuyện gấp của chú anh chị đi. Em không biết đi đâu của chú anh chị, để em cập nhật của chú anh chị thôi. Nếu mà em biết em sẽ nói luôn của chú anh chị, được biết em không biết cho nên không đi sao vào. Anh thấy tình trạng chị Loan rất là buồn thì anh Hải chở đi cầm theo những hộp yến, chắc là đi tâm người tăng cả nhà hay hoặc là đi giao hàng nữa của chú anh chị. Nhìn tư cách của chị Hồng Loan, anh Hải đi rất là căng thì bọn em cũng động viên chị Hồng Loan hãy cố gắng lên cả nhà, hãy vượt qua những sóng gió gia tộc của mình cả nhà. Chị nói chung là chị Hồng Loan tối chị Hồng Loan khóc rất là nhiều của chú anh chị và các bạn. Chị Hồng Loan khóc rất là nhiều luôn. Còn sau lưng em là quán cà phê của chú anh chị thì mấy cô này cũng vừa vào trong để chụp hình với chị Hồng Loan và mua ủng hộ cho chị Loan của chú anh chị đó. Quán cà phê kế bên mấy cô này nè cả nhà. Quán cà phê của anh chủ gần bên đây cả nhà. Đám cà phê mới mở rồi nha. Đó, những nhân viên nói chung là cà phê trung nguyên, cà phê rất là ngon của chú chị và các bạn. Đây là mấy cô của hồi nãy vào trong nhà của chị Loan này cả nhà. Là ông chủ, bố vệ của chú chị. Những bó bông Việt Thư Trương khán giả đã tặng. Còn phía trong thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị vào trong mua đồ của chú. Phía trong là có chị Ngọc và con chị Ngọc, anh Khoa, Thành Mỹ. Sáng nay nói chung sáng nay chưa thấy chú Chánh hay cô chú anh chị. Sáng nay chưa thấy chú Chánh. Có Thành Mỹ ngồi ở trên, chắc có lẽ là Thành Mỹ hồi tối cũng khóc rất nhiều của chú anh chị và các bạn. Thành Mỹ khóc rất là nhiều ha. Hồi nãy bọn em quay cũng thấy Thành Mỹ mặt rất là buồn của chú anh chị, rất là buồn luôn. Mặt sưng hết cái mắt. Rồi câu chuyện này tiếp tục đi ngồi đâu nữa của chú anh chị. Của chú anh chị mình sẽ cứ lắng những theo dõi những thông tin mới nhất để em sẽ cập nhật chia sẻ lên kênh cho cả nhà mình xem. Đó thì có chị gái này cũng vừa đi lại luôn đó nha. Trên sân thượng nhà chị Loan là tối nó bật điện rất là sáng, rất là đẹp mà cô chú anh chị. Chị gái vô trong. Cô dễ cô. Chúc mấy cô nhiều sức khỏe nha. Chú anh chị mấy cô này đến nhà chị Loan mua đồ ủng hộ, sau đó mấy cô cũng đi về với chú anh chị các bạn.
Nói chung là đi bốn cô ha. Taxi của mấy cô là đi cũng mấy cô nhìn sức khỏe nha. Cô chú anh chị thì thông tin nhà những cô chú anh chị nghe cô bên nước thì cũng có nhiều người đi ngang qua để ủng hộ cho cô bên nước nha cả nhà. Đó cả nhà, rất là tình thương con người ở đó. Anh trai đang mua đồ ủng hộ bên nước nha. Hồi nãy có một mạnh thường quân cho chị cho cô bên nước 500 ngàn đúng không? 500 ngàn rất là quý luôn. Như là bên nào quận nhất nha. Quận nhất tên á. Cô giấu tên, cô không có nói tên nha cả nhà. Cô cho nước 500 ngàn cả nhà. Rất là quý luôn. Và nhiều cô chú anh chị là chỉ ghé vào mua ủng hộ cô bán nước đó cả nhà. Dạ chúng đang di chuyển xe về xe gác ha. Dạ là... mấy cô này anh từ Hà Nội á. Cô này ở đúng rồi từ Hà Nội sáng giờ là đợi nhiều lon về mới cô mua đồ đó. Đúng cô, rồi. Thấy không? Cô rất là đợi con về nãy cô chụp hình rồi ha. Cô xin chụp hình để luôn đẹp nha. Phải đó quý luôn. Cô cũng về. À, đi ra đường ra Phan Đình Phùng á. Hẻm này cũng ra Đình Phùng này, hẻm kia cũng ra Đình Phùng, bốn hẻm đều ra Phan Đình Phùng hết. Bốn hẻm ra một đường á. Đó nhà, đây cô bán nước này. Kim phía trong thì cũng người làm cái chị đang vất nhiều cũng có đốn triệu các bạn. Bánh ngày là ngày thứ ba của chú chị. Em biết buổi trưa của chú anh chị yêu mến tỉnh Bình Miền, tỉnh Bình Miền sẽ cập nhật những tin mới phía trước kia chị Loan bán hàng. Nói chung là shop chị Loan mở cửa là 8 giờ đến 9 giờ của chú anh chị và các bạn. Shop chị Loan ngân hàng M Bank Võ Thị Hồng Loan. Của chú số tài khoản 1958 và 5 số 9 của chú anh chị và các bạn. Đó. Thì nói chung chị Loan cũng mới mở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển Hồng Loan của chú anh chị. Cô chú anh chị yêu quý chị Hồng Loan thì đến chú Chánh, giờ qua thấy chú Chánh của chú anh chị rồi, giờ qua thấy chú Chánh nè. Chú Chánh cũng ra ngoài phía trước của chú anh chị. Thì nói chung hồi sáng này em không thấy chú Chánh nha cả nhà. Chị Hồng Loan cũng vừa đi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy yêu mến Tây Nguyên nhấn like, nhấn chuông thông báo, đăng ký kênh, chia sẻ video cho anh Tân Miền nha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo công ty nắng mới hot chắc hẹn cô chú anh chị.